Huyện Văn Lâm hiện ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 trong 4 doanh nghiệp ở thị trấn Như Quỳnh và xã Trương Trắc. Bên cạnh việc khẩn trương quyết liệt ứng phó với tình huống dịch, các doanh nghiệp và ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương cũng chủ động các biện pháp thích ứng để doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Giờ nghỉ trưa tại công ty Ura Corporation Vina, chuyên sản xuất linh kiện ô tô ở xã Trương Trắc. 3 ngày nay, các công nhân khu vực xưởng D thực hiện ăn nghỉ làm việc tại chỗ do vừa có 2 công nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù. 2 ca bệnh này ghi nhận trong khu phong tỏa của địa phương và nghỉ làm 3 ngày trước đó. Chưa ghi nhận ca lây nhiễm thứ phát tại công ty và gần 1.000 công nhân đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Các khu vực khác vẫn sản xuất bình thường sau khi tăng cường biện pháp phòng chống dịch và được chính quyền địa phương cho phép. Phân khu sản xuất, bộ phận nào là làm việc tại bộ phận đó, tách riêng ra, chỉ có một vài người liên quan đến những bộ phận khác thì có quyền là di chuyển lại qua các bộ phận khác nhau. Công ty cũng sắp xếp hợp lý rồi, nên là bọn em thấy cũng ổn thỏa. Vừa môi trường sạch sẽ này, vừa hai nữa là vẫn có khoảng cách, vẫn có độ yên tâm. Tổ chức rà soát trên diện rộng, nói có sự chỉ đạo và phối hợp với doanh nghiệp mà còn phong tỏa thì trên diện hẹp để vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo cho các doanh nghiệp sản xuất. Sau khi ghi nhận một F0 là người Đình Dù làm việc tại bộ phận hành chính, công ty may Global Sourcenet ở thị trấn Như Quỳnh cũng được khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và thực hiện phương án 3 tại chỗ, bố trí cho hơn 750 công nhân ăn nghỉ, làm việc tại công ty. Ban chỉ đạo thị trấn đã kiểm tra phương án 3 tại chỗ, đảm bảo điều kiện ăn uống sinh hoạt đầy đủ cũng như là các sản xuất tại công ty. Với tổng số cán bộ công nhân viên hiện ở tại công ty là 756 người. Huyện Văn Lâm hiện có 12 ca mắc COVID-19, làm việc tại 4 doanh nghiệp. Doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch vẫn được hoạt động theo phương án 3 tại chỗ. Riêng công ty Hợp Phú ở thị trấn Như Quỳnh đang có 5 F0 phải phong tỏa, dừng hoạt động do tình hình phức tạp và nằm ngay trong khu dân cư. Cái việc đóng góp của doanh nghiệp cho cái phát triển kinh tế ở trên địa bàn Văn Lâm rất lớn, đóng góp cho tỉnh, cho huyện. Thì chúng tôi cũng rất là ưu tiên ở khối doanh nghiệp bằng các cái biện pháp tuyên truyền cho các cái chủ doanh nghiệp rồi người lao động thông qua hệ thống công đoàn về phòng chống dịch. Việc ứng phó với tình huống dịch tại một số doanh nghiệp phát sinh ca F0 trên địa bàn huyện Văn Lâm cho thấy có sự thích ứng linh hoạt an toàn trong tình hình mới nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.